Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Nay mình làm vừa xong cái nhà tắm với nhà vệ sinh thì chia sẻ cho các bạn cách ráp cái bồn cầu rồi nó như thế nào nha các bạn. Đây là kết quả sau một ngày sau nha các bạn, hai thợ hai phụ. Thì đây là hoàn thiện sơ sơ cái phần thô rồi. Cái đường này là để nối ngăn cái bên này là cái phòng vệ sinh, còn bên kia là phòng tắm nha các bạn. Thì cái tường này nó rất là nhỏ này, này các bạn thấy không? Nó chỉ có cái này chắc cỡ 40 này, mà xoay không cần điểm tựa nha, nó không xoay từ dưới lên trên thẳng đứng không cần điểm tựa. Rồi lên đây là kê mấy cái cây vô cái lỗ gạch rồi rót tấm ván rồi bỏ hai cái sắt phi 10 qua rồi trộn hồ cho già già để dằn qua rồi gác gạch lên các bạn. Là bữa sau là ráp cửa vô đây nha. Đây, cửa nhỏ thôi nên là mình làm đơn giản thôi. À, là hết một ngày đó. Hôm nay là làm cái đường chắn ngang ngăn cách giữa nhà tắm nhà vệ sinh với lại cái đường chặn mấy bên kia các bạn. Cái đây là nó sổ xuống đó không, rồi bên này nó vụt xuống này nữa ha. Mãi đồ kèo rồi đâu hả? Gái kẹo hay gái rượu? Tội ông xe cày đứng ở trên ông chờ cả tiếng hồn rồi đó. Nhiều với lại cho cái hộp tắm nó kẹt không tắm, cái hộp tắm nó lại mày thấy đó chưa là chạy lên nói chữ hầu thì giờ người ta đi đi mấy chục qua chữ hầu cũng buồn ngủ à. Lên được chữ chứ. Thế là gần tân gà rồi. Làm cho một xe em bơi hả? Dạ đi. Sung sướng là quay cái gì, quay không quay được mà quay cho ngon lành chứ quay đi đi. Nó kéo gì ra, cắt mấy cái này nó kéo hả? À, bưng vô kia rồi ráp, cho ráp sẵn hả? Ngay hả? Dạ. Ừ, để có đỏ cái
bốn câu bỏ luôn á. À, hôm sau mới ráp mà đúng không? Nay ráp thì kịp nữa. Dư luôn rồi. Hết nhiều đôi vừa đó. Đây là đang trong giai đoạn đổ cái nắp hầm cầu nha các bạn. Ở đây cái hầm các bạn đào xuống có chừng 4-5 mét. Nói chung là ở khu vực Tây Nguyên này, những cái khu mà đồi núi thì không cần phải đổ bồng. Đối với những khu vực mà đồng bằng, khi mà đào xuống cỡ 2 mét nó có nước thì chỉ cần đào 2 mét thôi các bạn. Rồi các bạn đúc bồng nha. Đúc bồng cỡ 2 mét mà các bạn nối các cái hầm lại với nhau. Thay vì đào một hầm 4-5 mét thì các bạn đào 3 hầm 2 mét thành 6 mét, ví dụ vậy. Nối bỏ ống 114, 110 gì đó, nối các hầm nó lại với nhau. Còn cái đây là trên khu vực Tây Nguyên Đắk Lắk mình đang ở, thì cái đây đang trong cái giai đoạn đổ nắp hầm. Thì cái nắp hầm này các bạn dùng sắt phi 6 nha. Các bạn đang theo cái đường kính của, theo cái vòng tròn của cái nắp hầm, nó rộng hơn cái nắp hầm. Và bên dưới là các bạn xoay một cái lớp gạch, đúng không? Để nó cân cái mặt bằng, các bạn làm cho nó bằng ha. Sau đó là các bạn mới đổ cái lớp bê tông này. Thì bê tông nó gồm có hồ xi măng cát với lại đá 1:2 các bạn. Xi măng cát với đá 1:2 theo tỷ lệ là 1 xi măng 4 cát và 3 đá 1:2 nha. Và có một cái ống gọi là cái ống thoát hơi. Có nghĩa là cái hầm này các bạn còn phải làm một cái ống thoát hơi, để khi mà nó xuống thì nó cần có cái hơi nó thoát ra ngoài, cũng như là oxy nó vô cái vi sinh vật đồ nó xuống thì để nó giúp nó phân hủy cái hầm. Chứ nếu mà các bạn bịt kín hết lại thì nó bí hơi bên dưới lâu ngày là coi như là nó nổ nha các bạn, hoặc là nó không có phân hủy được cái rác thải, chất thải nó xuống bên dưới. Và bên dưới cái đáy hầm này các bạn bỏ những cái viên đá to, bỏ vài cục đá to để khi mà cái hầm cầu, khi mà các bạn bồ cầu các bạn xả xuống á, khi mà các bạn dội cho nó chảy, nó rớt xuống thì nó sẽ trúng những cái viên đá, thì nó sẽ phân hủy ra từng mảnh nhỏ, không? Rớt từ trên xuống rồi nó ra từng mảnh nhỏ để nó dễ phân hủy hơn nha. Thay vì các bạn không bỏ cục đá này rớt xuống xong này nổi lên bền lên, nó có nước nó nổi lên thì nó không có đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Còn ống ở đây là mình dùng ống 90,
Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên dùng ống 110 hoặc 114 để cho cái đường kính nó cái ống nó bự lên để nó không có bị khó bị nghẹt nha các bạn. Nhưng mà ở đây là cái từ ở trong chỗ cái nhà vệ sinh nó ra thì nó rất là gần này, từ trong này ra rất là gần, nên là ống 90 cũng là tương đối, tại vì cái ống 90 nó cũng nhỏ nhưng mà cái đây nó gần. Cái độ dốc không các bạn không, nếu mà các bạn càng xa thì cái độ dốc các bạn càng lớn và cái ống các bạn càng lớn, còn nếu mà nó gần thì các bạn không cần phải dùng ống lớn mà cái độ dốc cũng không cần nhiều lắm. Thì khi mà các bạn ráp vô thì bên này nó có một cái co xuống này, bên dưới cái đường ống này nó sẽ có một cái co cụm xuống này, thay vì nó xả trực tiếp, tại vì nó không có cái ống thành bọng của các bạn, nên là khi mà các bạn dùng co thì nó sẽ bò xuống, nó chạy xuống đáy chứ nó không có dội vô trong cái thành nha. Ta vô trong thành lâu ngày nó bị xói mòn á, nó bị sập cái hố nha. Wow, tai nạn giao thông rồi. Tài xế đẩy xe rùa đi từ trước tới sau rất là xa nha các bạn, đi qua nhiều thác ghềnh gập ghềnh quá. Con này bị sao vậy? Thì ở đây bồn cầu ngồi nha các bạn, ở trên là nó có cái bồn chứa nước để xả luôn. Nói chung cái này nó có hai loại, nó có một cái loại rẻ hơn là nó có bồn bên dưới thôi, nó không có cái đường cái bình ở trên để xả nước, mà các bạn vặn cái van trực tiếp vô đấu nối trực tiếp. Còn cái loại này là nó có cái bồn để chứa nước nha. Thì khi mà các bạn làm nền thì các bạn sẽ chừa một cái lỗ để các bạn bỏ cái ống phi 90 hoặc là ống phi 110, và các bạn ráp một cái co, và đương nhiên là cái có một khúc nối để cho nó cao vượt khỏi cái nền có chừng 4 tới 5 phân nha các bạn. Thì khi mà các bạn ráp cái bồn cầu vô á, là các bạn chỉ cần đặt cái bồn cầu đúng cái vị trí mà các bạn muốn, rồi sau đó là bên dưới cái bồn cầu nó có cái ống để, và các bạn xỏ vô trong cái ống thoát ra ống 90 hoặc ống 110 nãy mình nói. Rồi sau đó là các bạn vẽ một cái đường xung quanh cái chân bồn cầu ha. Rồi sau đó là các bạn dùng xi măng trắng hoặc là xi măng đen cũng được. Nói chung là các bạn pha theo, nếu mà xi măng đen thì các bạn pha theo kiểu tỷ lệ nó đặc lại một xíu nha các bạn, nó già, có nghĩa là một xi hai cát đó. Còn xi măng trắng thì các bạn dùng xi măng trực tiếp luôn, hoặc là một xi một cát thôi nha các bạn. Đó thì các bạn trải một cái đường cỡ chừng 1 tới 1,5 phân, không xong theo cái đường các bạn vẽ, chứ không phải là trám hết toàn bộ nha các bạn, trám hết toàn bộ là sai nha. Các bạn chỉ vẽ một cái đường theo cái chân bồn cầu và các bạn đi cái xi măng theo cái đường đó thôi, rồi sau đó các bạn ịn cái bồn cầu lên cho nó ngay ngắn đúng vị trí là ok. Như thế là nó cứng ngắc luôn, chỉ có ráp như thế thôi chứ không có đổ xi măng hết toàn bộ, hoặc là không có cắt âm nền, không có làm gì nó phức tạp hết. Khi mà các bạn để vô là nó nằm cứng ngắc luôn, nó không có dịch chuyển đâu hết á. Còn bên cạnh là nó cái ống nước xả ha, cái phễu để nước xả ra không. Thì cái bồn cầu nó có hai cái van vô, một cái là nó vô trong cái bồn đựng nước của cái bồn cầu, một cái là nó ra cái vòi xịt. Các bạn đi mua thì các bạn chú ý cái này nha, nó phải có cái vòi ra để khi mà nó bị bẩn thì các bạn lấy cái vòi nước đó các bạn xịt ha. Chứ còn nếu mà các bạn ráp một cái kia không thì nó rất là bất tiện, các bạn phải có cái vòi nước riêng để các bạn xịt, hoặc không có thì các bạn phải dùng cái xô nước các bạn xách, các bạn tạt nó rất bất tiện nha. Thì cái đây mình dán gạch thấp thôi, không dán cái này chỉ có ba cái hàng gạch, gạch thì gạch 30 các bạn, 30-60 nó ba hàng gạch nó lên 90. Rồi bên dưới gạch nền thì mình cũng ráp làm gạch bình thường thôi. Còn cái đây là cửa nhôm nha. Đó, đây cửa nhôm. Cửa nhôm thì mở nó nhẹ, đóng nó nhẹ. Cái cửa nhà tắm, nhà vệ sinh thì không cần phải cửa cứng cáp lắm các bạn, chỉ cần cửa để che chắn là thôi. Đó các bạn thấy không? Cửa nhôm nó nhìn nó mẫu mã nó cũng khá là ok. Thì cái này mới có hoàn thiện xong cái phần lắp ráp rồi dán gạch thôi chứ chưa có sơn nha các bạn. Sau này sơn lên nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái này chưa có thời gian để sơn, còn ở trên thì lợp mái bình thường thôi, tận dụng lại cái tôn cũ mình làm nha. Đó, cái cửa nhôm thì bên ngoài nó cũng có khung ngoại đồ, nó dán keo rồi rất là ok các bạn ha. Dán keo dán đồ nhìn mấy cái đường chỉ chạy rồi nó cũng đẹp chứ không có đến nỗi nào. Đây bên này là nhà tắm thì nói chung là ống vòi sen rồi là mình ráp hết rồi. Thì cái đây là ở nông thôn là mình ráp vòi bình thường thôi chứ không phải là cái vòi sen như ở thành phố các bạn. Vòi sen như thành phố là nước nó chảy ra rất yếu và lâu ngày rong rồi nó vô nó bị nghẹt á. Còn ở nông thôn thì nên làm cái sen bình thường này, dùng ống 21 để các bạn đấu nối như cái clip hôm trước mà làm cái sen nhựa cho các bạn xem đó, là khi mà nó bị nghẹt hay nước chảy thì các bạn tháo ra các bạn vệ sinh bình thường.
chứ còn cái vòi sen kia chỉ dùng cho nước máy thôi. Cái vòi sen chuyên dụng cho máy nhà nghỉ rồi là chỉ dùng cho cái nước nhà máy, nó có cái bơm trợ lực, nó có áp suất nó đẩy thì nó mới mạnh, nó mới không bị nghẹt, nước nó sạch đấy các bạn. Còn ở quê thì nên sử dụng cái vòi sen bình thường như thế này nha. Thì cái đây van đóng bằng cái van bình thường, cái van nhựa. Tất cả ống đây ống 21 các bạn. À, dùng ống 21 là được rồi nha. Nó ống 27 thì nói chung là nó to, nhưng mà mấy cái dụng cụ các bạn đấu nối toàn là ống 21 thôi. À, như mấy cái rumine rồi mấy cái vòi sen rồi nó toàn là ra cái đầu nó có ren 21 các bạn, chứ nó không có phải ống 27 nha. Nên là nếu mà các bạn có dùng muốn nước nó mạnh thì ở phía ngoài các bạn xuống ống 34 hoặc ống 27, nhưng mà khi vô trên bên trong này thì các bạn dùng chuyển sang nó có cái đầu chuyển xuống ống 21 nha. Đó, ok, bên này cũng cửa nhôm luôn nha. Thì cái này là tận dụng lại, chỉnh sửa lại từ cái nền nhà cũ, nên là nói chung là giờ là cũng khá ok, hoàn thiện. Các bạn thấy bên này cũng chưa có dọn dẹp đồ xong xuôi lắm, nhưng mà giờ là đẹp rồi. Sau là sơn nữa, mình sẽ sơn hết mấy cái lớp này. Nói chung chi phí thì nó nằm ở khoảng cỡ 10 tới 12 triệu các bạn. Nói chung xong xuôi rồi hết cỡ 12 triệu á. Cái đây là tôn, chưa tính tôn với sắt nha. Này tôn với sắt giá lên rất là cao luôn. Tôn với sắt bên đây sắt 36 1,2 ly là 274.000 một cây các bạn, cho 270 đi. Và tôn ở đây tôn thường thôi, mình mới mua nó tôn 3,5 thì 100.000 một mét vuông, còn tôn 4 dêm mà loại tốt nó tới 235.000. Nói chung là tôn với sắt nó rất là đắt nha. Nếu mà mua mới thì tốn thêm một mớ nữa chắc cũng phải mười mấy triệu á. Đó, hôm nay hoàn thiện hết rồi nha. Còn đây là bên nước vô phía bên ngoài nha các bạn. Nước vô thì bên ngoài đây ống 27, thì các bạn nên làm một cái van tổng, cái van tổng để khi mà các bạn cấp nước á, khi mà các bạn muốn chỉnh sửa gì, các bạn muốn cấp nước thì các bạn sẽ khóa cái van tổng này, và từ đó là các bạn mới sửa bên trong. Chứ còn nếu mà không có cái van ngay chỗ này mà các bạn cúp ở cái đầu trên bể mất, chỉ có một cái van bình thường á, thì các bạn cúp cả nhà luôn thì nó mất tiền. Còn cái này nó có van tổng cho nhà vệ tắm với nhà vệ sinh riêng. Nếu mà muốn sửa chữa trong nhà tắm nhà vệ sinh thì chỉ cần đóng cái van này là ok nha. Cái này dán nó hơi, nó chưa có được chuẩn nên nước nó vẫn còn rò rỉ này. Cái này phải tháo ra để quấn thêm ít cao su non vô nữa là nó mới khớp cái ren của nó, là nó ít ren, nó không có ra nước nữa nha các bạn. Rồi ok, xong xuôi. Vậy là mình vừa mới giới thiệu cho các bạn xong cái nhà tắm nhà vệ sinh mình mới làm xong với chi phí cũng khá là rẻ. Thì bên trong tô thôi, bên ngoài cũng tại vì mình tiết kiệm chi phí nên bên ngoài mình không có tô. Đó, bên ngoài không có tô nha các bạn. Tô bên trong thôi, còn ở đây nắp bồn mình mới đổ. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình. Đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Cũng như các bạn nào mà có muốn làm nhà cầu, nhà tắm, nhà vệ sinh gì đó thì các bạn tham khảo nghiên cứu. Thì ở đây các bạn lưu ý là cái bồn, cái hầm rút thì các bạn chỉ cần đào thôi chứ không có đổ bọng đổ gì hết nha. Tại vì khu vực mình đồi núi là mình đào xuống mình không có đổ, tại vì đất nó cứng á. Còn đây ống, cả ống đây là ống của bồn cầu, còn đây là ống xả chung của ống xả nước thải sinh hoạt á, của nhà tắm và nhà vệ sinh, cũng như là mấy cái linh tinh là mình xả mấy giặt mấy đồ là xả cho chạy đây, cho nó chảy trực tiếp lên láng tùm lum tà la luôn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo, và đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình. Đồng thời nhấn like và chia sẻ video này nha các bạn. Bye bye.